햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다니까 Kim Ba xin mến mến chào cô chú anh chị cả nhà ơi, hôm nay Kim Ba với lại chị Hồng lại tiếp tục đi câu nữa cả nhà. Hôm bữa nào đó Kim Ba nhớ là Kim Ba có chia sẻ cô chú chị là cái mương này nè, nhiều lắm nha cô chú anh chị nha. Đây nè, mấy cá mảnh lúc với lục bình câu mát thế nè cả nhà, nhiều cá lắm. Đây cái mương này kia đó Kim Ba xuống đây Kim Ba mò cá cô chú anh chị, mà đĩa dữ lắm, mương đĩa kinh. Nhưng mà cái mương này á, nếu mà có cá ăn á, có cá ăn á thì cô chú anh chị mình khó thấy lắm, tại vì thứ nhất là cỏ nó lắm nè, cỏ trong mấy bờ này cả nhà. Kim Ba sẽ cố gắng quay sao mà cho cô chú anh chị mình xem là cỏ nó, cho mình quay là quay cho cô chú anh chị xem là cá nó giật như thế nào nha. Để trời ơi, đứng đây nói chuyện ngoài cá nó rỉa kìa. Bây giờ em không dám, Kim Ba không dám động mấy cọng câu mát này cả nhà. Mình nếu mà Kim Ba mà móc nó lên á, mình để cho lỗ trống mình câu á thì nó sẽ động cá đó. Giờ là thôi mình câu đại nha, mình đưa xuống đại cần nha. Đầu video Kim Ba cũng xin kính chúc cho cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Một cái mương này, một cái mương bên kia nữa cả nhà. Bây giờ mình câu bên này trước nha. Mồi của mình cũng là mồi trùng nha cả nhà. Cô chú anh chị, mồi của mình là mồi trùng. Hôm nay Kim Ba bóc có 4-5 con trùng đi theo à. Đó. Mình câu nhiêu thôi, đủ ăn rồi. Với lại cái đồng hành của mình là một cái xô. Hồi nãy quên lấy cái này gì để đặt lên. Ngồi. Không có ghế. Trời, giờ Kim Ba mời cô chú anh chị mình thả cần nha. Cả nhà ơi, chúc Kim Ba mắng cả nhà. Cái cần câu này là làm lên tất cả nè. Hồi nay nắng ghê, tranh thủ đi sớm mà nắng ghê. Ôi. Trùng. Trùng này á, cá nó nhạy lắm cả nhà, cá nào nó cũng ăn hết trơn. Cá nào cũng ăn trùng hết trơn. Rồi, Kim Ba mời cả nhà mình câu với Kim Ba nghe. Thả cần xuống cả nhà ơi. Thả cần xuống. Đây, em thả cần thế này cả nhà. Chỗ này cá là cá nó dính, là dính cá bụi không à. Wow, nắng quá, nãy mình lấy cái trụ theo kìa. Nó không dính thôi, dính cá bụi không á cả nhà. Nhìn thấy không, phóng to chưa? Ừ, đúng rồi, phóng phao vậy đó cho cô chú chị dễ nhìn. Để em đạp cái bụi cỏ này xuống rồi. Thằng đấy em xử lý cái trời. Em xử lý bụi cỏ này cả nhà ơi. Cho nó chống chống rồi cả nhà. Cho cô chú chị dễ nha. Đây, em xuống cần nha. Em bỏ xuống đây đi. Bỏ xuống cái lỗ nè. Hồi hộp quá. Cái này mà dính cá là nó dính lục bình đó cả nhà. Đó. Ôi cái phao nó không xuống cái nào. Rồi. Ở đây mà cá mà nó dính là cá nó ăn á. Thấy không kìa. Cái phao. Đây cá nó không dính thôi mà dính cá cành cành không. Đó, mình nhấp nhấp vậy này cả nhà. Cho cọng mồi nó quơ cho nên cá nó có cái mà ở đây thì cá nó không nhạy bằng với kia đâu, nhưng mà con dính là dính con cành cành không à. Cái mưa hôm qua hôm kia mình câu á. Đó. Nó mới rỉa cái phao. Ừ. Khó để cái phao xuống ghê. Mình nhấp nhấp vậy nè, cá nó quảng. Mình không có cho cái phao đi được.
Rồi. Sao thấy hiều dữ ta? Không có bằng bên kia ha. Bên kia đưa phao xuống là nó gỉ rồi đó. Ừ. Mà trong lục bình vậy á là nó núp lục bình á. Phao của mình đó cả nhà. Đó. Nó ghĩa cả nhà, đó nó mình chữ phao của chú chị đó. Cái phao trọng đít rồi. Cái phao. Đó đó đó, ui gọi dính, ui dính cả nhà. Ui cổ dính cả. Ơi, cá của chú chị ơi, cá lên cá lên cá. Vô một con cá luôn. Con cá chê cả nhà ơi. Chú anh chị một con cá chê vàng nha. Ơi, đó, một con cá chê vàng nè cả nhà. Trời ơi nó làm cục mồi chạy lên trên nè. Cuối nắng quá à. Nó làm cục mồi chạy lên trên nè cả nhà. Cuối nắng quá chắc mình qua anh kia quá chị Hồng ơi. Qua anh kia á, góc kia nó mát à. Cả nhà, nắng quá à. Kia ba mời cô chú anh chị mình lại góc đằng kia nha. Góc đằng kia cái mương kia mình câu đi cả nhà. Đi cô chú anh chị nắng quá chịu nổi cả nhà ơi. Mời cô chú anh chị mình đã câu với em đây nha. Nóc mồi lại cả nhà. Ngoài kia nắng quá cả nhà. Cái điểm này ngon nè. Cái cá có hay không mình không biết nha. Điểm này điểm ngon rồi đó. Đó cá vợ nè. Xuống cần, xuống cần. Ủa hôm qua mình kia mình thấy người ta để cái lưới ở đây nè. Đâu đó cá này trận kìa. Không to bự chứ không. Em thấy người ta đặt cái lưới ở đây nè. Nay nước bự, nước cao ghê ha. Sửa dây gân lại. Em coi nước sâu cỡ nào nha. Ui sâu lắm, nước này sâu lắm cả nhà. Cả nhà ơi, em ngồi bên đây cả nhà.
không thấy cá nó dở gì hết trơn. Cái phao mình nó giật cả nhà, nó giật. Đó, nó giật. Đó. Nó ướt dính rồi, dính rồi. Ồ, dính rồi cả nhà ơi. Ôi, một con cá. Ây ơi. Một con cá. Một con cá rô cả nhà ơi. Trời ơi, một con cá rô dính này, dính này. Ơi. Dính rồi cả nhà ơi. Lên cá nha cô chú anh chị. Trời ơi, canh nãy giờ luôn á. Canh muốn xỉu luôn á. Nãy giờ mình định con cá rương, cá chê, canh, cá tím hộ luôn cả nhà. Chắc hồi nữa em qua bên cái mương ra mát mãi quá. Nó nắng thiệt nhưng mà có cá. Ui xe ai vô đây nữa vậy? Rồi đừng có vô đây câu, chiếm đại bàn của tôi, địa bàn của tôi nha chạy. Trời ơi, đừng có vô đây chiếm đại địa bàn của tôi đang câu đó. Cái mồi nó giật lên trên này cả nhà. Sao mà con cá này nó sải nó nhảy quá, cái mỏi giật lên trên luôn. Nãy giờ mấy cục ở đó giật lên trên thôi. Mình được hai con nha. Em qua đây lại cho coi. Sao mà nó thấy nó hiu 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 sao? Nó tăng cho ra. Hay là mình lại được kia đó. Thôi đi lại kia đi. Để em móc phục mồi nữa cả nhà. Hôm nay câu cá sao mà em thấy nó hiêu dữ nữa. Móc phục mồi lại nha. Thêm cục nữa. Mình lại góc đó đi. Ui trời ui. Cái to vậy không? Giật lẹo quá, giật lẹo quá. Ồ, giật lẹo quá. Ui. Cảm ơn đáp, nó giật rồi. Không to đang sao? Thì đó, đang không. Trời ơi, nó giật. Đó, 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 đó. Từ từ. Nó có cho chịu cho dễ đó. Giấy qua đây để nôn ghê cả nhà. Nó lâu vậy đó mà nó không ăn trời. Mình giật mình không dính á. Đó. Đó, 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 đó. 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 Nó không lâu luôn á. Thế nào lịnh con này còn được cả nhà. Nó nghỉ lâu rồi nha. Hồi hộp chết. Đưa xuống đây chỗ này đó, đó, đó. Đưa xuống là đây nó gỉa à. Chỗ này nó hay vậy đó cả nhà. Đưa xuống là nó gỉa là gì cả. Dính nha cả trời. Gỉa mạnh mạnh đấy thôi. Chuẩn bị. Nó dữ vậy đó. Nó phá
không lâu ta, nó nghĩ không à. Cái gì vậy trời? Ôi em coi miếng mồi coi, miếng mồi ượt được mà. Đúng rồi, nó nghĩ gì mà nó không có lâu trời. Con tập trung vào nồi cái thao, nó dĩa thao vậy mà nó không ngon. Nước ăn trâu vô thù gì nó không dĩa nè, nó nhát rồi. Mình lại chỗ nãy mình để hôm qua không ta? Thôi chỗ này nó không ăn cả nhà ơi. Đi 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 đi, quanh đây. Nó vô nó trôi, nó trôi vào mà nó không nghĩa vào. Ồ đúng rồi, nó không nghĩa cả nhà ơi, hôm nay hiu rồi. Đó, nó ghĩa đó. Có dấu hiệu nó ăn. Đó. Em tính để cái cần xuống, ai ngờ nó giật, nó ghĩa là em cầm cần liền. Ôi sao tự nhiên vậy? Sao tự nhiên nó không ghĩa nữa? Đó cả nhà. Nó ghĩa mà nó không giật ha. Độ này nó không nhảy à. Này nó không nhảy à. Mỏi giò luôn rồi đó. Này ngồi mỏi giò luôn cả nhà. Mà không thấy xi nhê gì trơn. Này nó không nhảy bạn, hôm qua trời mưa mà nó lên ăn, hôm nay nó không lên ăn. Nó gỉ đó. Dính rồi cả nhà, dính con cà rô nữa rồi. Dính cà rô. Ôi, trong cái đám cỏ này cá quặn cá tẩm cái luôn á. Cá nhà lên cá cô chú anh chị. Làm cá tẩm cái luôn. Quá. Ơi. Ăn hết bầu luôn. Ôi. Cả nhà cá. Ngày nay mình được 3 con nè cả nhà. Bông cá chê vàng, 2 cá rô. Cá chê vàng này ngon lắm cô chú anh chị nè. Ôi trứng không mà cả nhà ơi. Cá chê vàng gặt ghi luôn cả nhà. Cá đồng luôn nè. Ủa dạ, cá này gặt ghi luôn á. Đó, trứng không mà cả nhà. Cái đầu quá nè, ôi trứng nè. Rồi, thôi đi để mình câu nha. Câu tiếp tục. Nãy giờ hôm nay câu nó không có nhiều cả nhà ơi. Hôm nay câu nó không phê, không ấp phê. Mồi nó ghĩa tanh bành té bẹ trơn, gỉnh chết.
ghế tật 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 mà nó lôi một xíu. Hôm nay con học ít phê. Miếng trùng đâu vậy? Trời ơi. Miếng trùng mới ít đây mất tiêu rồi. Em móc trùng nữa đó cả nhà. Hôm nay câu không ấp phê. Hôm qua hôm kia câu sướng. Con trùng mới móc vô chắc nó ngọt lắm nè, cá lội lụm liền. Giờ không hiểu không? Trùng mới móc vô chắc nó ngọt thịt lắm nè. Cá nó nghĩa liền. Hôm nay câu học ấp phê cả nhà. Ôi nắng quá trời nắng luôn. Cái đám cao mát mà đó không biết ngon. Hồi chưa hai cha làm gì đó trời. Cả nhà em định lại câu cái đám cao mát nãy mình câu cá chê đầu tiên cả nhà. Định để câu đó mà hai cha là ngồi không biết ngồi đắng làm gì em dám lại. Câu mất công nó để ý rồi xong rồi mình câu không được đâu. Mấy con cá nó giận này. Cái này là cái đám mình bác. Em bỏ cái lực cần câu xuống đám mình bác nè. Mà cái chỗ này nó lại dính cái nhánh ở trên nữa. Chơi luôn. Ui bà nội ơi, đem bẻ cái nhánh này cả nhà ơi. Nhịp ngã ghê. Dứ không có gì câu lên được. Ủa? Miếng trùng mình móc đàng hoàng sao nó tuột ra vậy? Đây. Con cá mới quẩn cái tẩm này. Đó. Trời ơi, gặp cây không? Để tao tức nha. Tức ghê. Làm cả dướng bực. Ừ đi chào. Rồi một người đi rồi, đi. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, em mời cả nhà mình đi ra ngoài cái đám cái mương mà ra mát nãy với em nha. Ở chỗ này thấy trống lắm cả nhà, trống không dính đâu. Mình qua anh kia nha. Ốc bỏ vô đây luôn. À mình ghé ra đây cả nhà. Em thả cần xuống đây nha. Ôi em mỏi cổ quá. Người ta đi sụp lúa. Rau mát này sao dám xuống hái đĩa không? Em nói rau mát này không dám xuống hái đĩa không? Đĩa nhiều lắm. Cái lúc mà chưa có rau mát này á, là em xuống mòn lần rồi, nó đu rồi. Đĩa trâu không? Nó nước à nước ngầm ngầm vậy là đĩa không? Mới nó ra vô còn đỡ. Thấy rau mát non không dám hái. Ủa đó, cá nó ghĩa kìa. Cá nó ghĩa kìa. Có dấu hiệu nha. Ủa đó, nó gịch. Ôi, thấy cái đó nó kìa. Ôi, dính rồi. Ôi, dính rồi. Dính cá. Lên cá nè coi chú anh chị. Nó cá rô, con này nhỏ nhất trong nãy giờ luôn nè. Ôi. Mày ơi,
để em coi nãy giờ mình được nhiêu nha cả nhà. Nắng quá cô chú anh chị ơi, quá nắng luôn à. Đây cô chú anh chị mình được nhiêu nè, trời ơi một cặp cá chê luôn cả nhà. Đó, một cặp cá chê nha. À, đây em bắt thử coi chắc đủ ăn rồi đó cả nhà ơi, nắng quá trời nắng luôn á, chắc em xin về quá. Wow, được 4 cá rô luôn. Ôi trời trời, chua cha nhiều quá cả nhà. Được 4 cá rô. Còn cá chê này cả nhà, cá chê vàng này cô chú anh chị. Đây cá chê vàng nữa, 2 con. Với lại nãy em đi dài đường á, với ngoài cuộn cuộn em lụm ốc rồi nữa cả nhà. Cô chú anh chị ơi, chắc em về quá, mình về chị Hồng ơi. Nắng quá. Rồi, bay về. Nắng thiệt. Nắng quá cô chú anh chị. Hồi nãy cũng khá lâu, hôm nay là Kim Ba câu hơi bị lâu á. Đi từ sáng tới giờ luôn cả nhà, đi từ sáng tinh mơ mà tới sáng sớm mà tới nắng chang chang luôn cả nhà. Nay câu không có hưng phấn. Ừ, không có sung mà có con cá ngon ngon mà. Nay là nói chung là không có nói gọi là sao ta? Không có phấn khởi á. Không có sung. Hôm bữa hổm em câu về cá nhỏ nhỏ thôi mà nó giật li lị thế nào lắm. Mình vừa để cần xuống là nó bụp liền à. Hôm nay thì chịu khó, ta nói là chờ đợi đó. Cô chú anh chị thì hôm nay Kim Ba với chị Hồng cũng xin chia sẻ video đến đây cô chú anh chị nha. Hôm nay chất lượng chất lượng. Và em nói cả nhà ơi, câu cá là câu nó lâu lắm cả nhà. Hên xui, ví dụ như hên á thì xuống chừng 5-3 phút là giật liền rồi ha. Còn mà lâu lâu xui xui không hên cái ha là nó đâu là tầm 1-2 tiếng nửa ngày mới xong một cái quá trình đi câu. Đó. Để bữa nào để em coi bữa nào mà câu cá được nhiều mà nhảy á thì em bữa đó em để ý coi là em đi bước ra cửa buổi sáng là chân trái chân phải nha, bữa đó để lần sau đi câu nữa bước chân đó đó để nó có cá. Cô chú anh chị, Kim Ba cũng xin tạm dừng video đây nha cả nhà. Kim Ba xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video của Kim Ba nghe. Cả nhà xem cũng thương tặng Kim Ba một đăng ký một like coi cha. Chúc cả nhà nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, nhiều bình an nha. Cái mương này á như các anh nãy nói này, đĩa nhiều cả nhà, cao mát nhiều đĩa nhiều không dám xuống luôn á. Nãy chị Hồng nghe ông nói không? Đúng rồi đó. Đất của ổng đây mà không biết được. Rồi, cô chú anh chị Kim Ba xin tạm dừng video ở đây. Bye bye, hẹn cả nhà clip sau. Cả nhà ơi, bye bye. Bye bye. Dạ.